Dù không phải là tổ chức tín dụng, không có chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm, nhưng các đối tượng đã huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng lấy tiền của người sau trả lại cho người trước và đến nay mất khả năng chi trả. Vào ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường Công an thành phố Đà Nẵng, gọi tắt là Phòng Cảnh sát Kinh tế, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh, 34 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài chính Việt Nam Capital, và Trương Quốc Thái, 37 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty, cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Công ty Cổ phần Tài chính Việt Nam Capital có trụ sở chính tại Quảng Nam, không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm. Linh và Thái đã mở 4 địa điểm kinh doanh tại 3 quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, đồng thời tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân. Sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ tài liệu, Công an thành phố nhận định Công ty Việt Nam Capital có dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động nên lập chuyên án đấu tranh. Thủ đoạn của các đối tượng là trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng để thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng. Một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho các khách hàng, phần lớn còn lại sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc là tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.